Xin chào các bạn, và hôm nay là ngày thứ mấy nhở? Ok, nào xem nào, để hôm nay là ngày mình làm video này, và hôm nay là một ngày thứ năm. Mình sẽ xem ở trong lịch của mình và mình thấy rằng là hôm nay là ngày thút đầy hay là thớt đầy, đúng không? Thế thì cái từ mới đối với cả ngày tháng trong tiếng Anh ấy thì hầu như các bạn đều nắm được rất là rõ rồi. Thế nhưng mà bây giờ cái vấn đề lớn nhất là làm thế nào đấy để mình nói được những cái từ về cái ngày thứ trong tuần nghe cho nó chuẩn một tí. Thì trong cái video này Mua sẽ hướng dẫn để mọi người nói cho nó tốt tốt một chút về cái phần này nhá. Ngày thì có 7 ngày một tuần đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi từng ngày một này. Đầu tiên là thứ hai, đọc hội mình ngày thứ hai nào, không cần phải tra từ điển nào. Các bạn sẽ đọc là gì nhỉ? Các bạn đã biết rồi đúng không? Monday. Là như nếu các bạn đọc là Monday thì nó không có trọng âm. Lưu ý là trong tiếng Anh thì những từ có hai âm tiết trở lên, ở đây có từ này cũng có hai âm tiết đây, chúng ta sẽ phải để một cái trọng âm ở đâu đấy. Trọng âm trong từ này nó rơi ở âm tiết đầu tiên. Đó. Monday. Thay vì là Monday hoặc là Monday thì các bạn sẽ chỉ nhấn vào Mon, và cái từ J thì các bạn đọc nhỏ nhỏ một tí cho mình. Monday. 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 Tiếp nữa nhá, thứ ba nào. Thứ ba là gì? Các bạn bảo là Tuesday đúng không? Tuesday thì nó bị thiếu mất rồi. Thì nó sẽ có cái này cơ. Đây các bạn nhìn vào trong cái âm tiết đầu tiên của nó nhá. Là tiếng Anh Mỹ thì nó là choose, còn tiếng Anh thì trong từ điển nó vẫn có thể là tiếng Anh ấy thì là choose, còn tiếng Anh Mỹ sẽ là to, là u. Tuesday. Lưu ý là cái chữ S ở đây sẽ là âm Z, nên các bạn sẽ phải lướt qua cái âm này ngay trước khi làm nhé, không được nuốt cái âm này, đọc là tu đây là sai đấy nhá. Tuesday. Nào, bây giờ chúng mình sẽ học theo cái cách là khi mà các bạn nghe mình nói, các bạn cứ nghe thôi và các bạn bắt chước thì nó đủ. Các bạn không cần phải nhìn quá là rõ về cái phiên âm này đâu, bởi vì nhiều khi cái phiên âm này nó làm cho mình quá là tự tin, mình nghĩ là mình đã biết tất cả những cái âm mà mình đã học rồi. Tuy nhiên thì cái cách làm âm nó lại có nhiều cái thay đổi. Thế nên trước hết ý, cái bước khởi điểm khi mà học về phát âm là cái tai nghe của mình nó phải cảm nhận được cái âm đấy. Đó. Thì bây giờ cứ nghe và cảm nhận và đọc theo nhá. Tuesday. Tuesday. Và nhấn vào trọng âm ở âm tiết đầu tiên. Tuesday. Tuesday. Đó là thứ ba. Thứ tư thì có một cái từ khá là thú vị, bởi vì là thứ tư ấy, các bạn hãy đọc cái từ này to lên, bởi vì hầu như các bạn sẽ đọc là Wednesday. Nhiều bạn đọc là Wednesday bởi vì các bạn thấy là có một cái chữ ness ở đây đúng không? Không đọc nó là phí. Wednesday maybe, tức là rồi ba âm tiết, nhưng trên thực tế thì từ này chỉ có hai âm tiết thôi, và nó được phiên âm như thế này. Người ta đọc là Wednesday, và trong âm ở âm tiết đầu tiên, trong âm chính rồi âm tiết đầu tiên. Wednesday. Đó. Thì lưu ý là mình sẽ đọc trọng âm này nó to và nó cao hoặc nó dài hơn nhé. Wednesday. Tưởng tượng là nếu như mà mình có một cái dây chun ấy để mình kéo thì cái độ dài của cái âm Wednesday sẽ dài hơn tương đối so với cả cái âm tiết thứ hai là J. Wednesday. Đó. Tiếp theo thứ năm là gì? Lúc nãy mình vừa nói là thớt đây đúng không? Thì nó thớt đây lại bị thiếu mất một âm rồi, đó chính là âm giữa giữa. Cái âm giữa giữa này người Việt Nam mình không có thói quen phát ra cái âm này, bởi vì là trong tiếng Việt của mình làm gì có cái âm nào phụ âm ở giữa kiểu này đâu đúng không? Nên là các bạn phải để ý nhá. Nó là Thursday. Trọng âm chính rơi ở âm tiết đầu tiên, và mình sẽ đọc nó trọng âm chính này. Thông thường mình sẽ khuyên mọi người là đọc dài và đọc to hơn. Thursday. Ok. Thứ sáu là gì nhỉ? Friday. Đúng rồi, ai cũng biết đúng không? Chỉ cần nhớ là gì, không đọc là Friday, bởi vì khi đọc là Friday là a, nghĩa là mình đã nhấn vào hai cái âm tiết này như nhau, trong khi là thực tế là trong âm rơi ở âm tiết đầu tiên, thế nên mình sẽ nhấn vào trong âm ở âm tiết đầu tiên nhiều hơn, là Fry kéo dài là Friday. Ok. Friday. Ok. Next one. Thứ bảy, hai ngày cuối tuần nào? Thứ bảy là chủ nhật nào? Thứ bảy thì các bạn đọc là Saturday đúng không? Thì cái vấn đề lớn nhất khi mà người Việt Nam mình nói về cái thứ ấy là mình quên mất cái phần trọng âm. Thế nên các bạn lưu ý kỹ cho mình là trọng âm của nó rơi ở âm tiết đầu tiên. Nó là Saturday. Và trọng âm rơi chính ở âm tiết đầu tiên, thì mình sẽ làm cho cái sa nó to và nó dài hơn hẳn so với cả cái ter và cái j. Saturday. Tuy nhiên ý, thì trong tiếng Anh Mỹ thì chỗ này người ta sẽ bật thành một âm trở nhẹ thay vì là âm ter. Hoặc thờ, người ta đọc là Saturday.
Saturday. Saturday. Và chủ nhật thì sẽ là Sunday. Nhưng lưu ý là không phải là Sunday. Không nhấn vào âm tiết thứ hai, không đọc âm tiết thứ hai to, chỉ được đọc âm tiết đầu tiên to và dài hơn thôi. Sunday. Nào bây giờ kiểm lại toàn bộ tất cả các thứ nhá. Đầu tiên thứ hai nào. Monday, thứ ba. Tuesday. Tuesday, thứ tư. Wednesday, thứ năm. Thursday, thứ sáu. Friday, thứ bảy. Saturday, chủ nhật. Sunday. That's it. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Và Hun hy vọng rằng là mọi người sẽ có một tuần làm việc thật là vui vẻ và hữu ích. Chúc mọi người thành công. Bye bye.